Hi, chào mọi người, thì hôm nay mình lại tiếp tục với ARK. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái hành trình đi săn những con thú mới ở trong cái map mới này. Thì trước là mình có con sói lửa. Thì mấy con này nó bị lỗi các bạn ơi. Mỗi lần muốn cưỡi nó là mình phải đánh nó. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho nó ở một cái khu nha. Thì vì mình chơi kiểu dạng phiêu lưu thôi. Đó, mình sẽ cưỡi con Raptor đi. Con Raptor này tại vì sao mình cưỡi không? Tại vì thứ nhất là nó có turbo, nó quýnh là mấy con khác xỉu nên là chúng ta cưỡi con này là lợi nhất. Bây giờ nó không bị lỗi như con kia. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm con gì biết bay vậy các bạn. Chứ cưỡi con này cũng có cơ may bị chết á. Con bằng lửa nữa nè. Rồi cắn cả chết luôn, chưa kịp thở nữa. Ơi con này nó nhảy được rồi. Ủa hôm bữa nhảy không được mà nó nhảy được rồi các bạn ơi. Xỉu không? Ô nay con này nhảy được rồi. Hôm bữa nó bị lỗi nhảy không được. Chúng ta đi qua cái vùng mà tối thui xà lùi vậy. Bây giờ mình sẽ đi qua cái vùng mà bên đây. Bữa bên này rất là nhiều con mới các bạn. Ui, con ngựa có cánh kìa các bạn ơi. Ui, trên đây cano Eternal. Một đống khủng long hệ gót luôn, một núi này nè. Ui. Wow, bên đây nhiều thú nhiều quá các bạn ơi. Ui, con ngựa quá xinh. Anh nhảy nó cắn. Xíu, 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 xíu. Ui, con này hung dữ. Hên rồi, hên rồi, hên rồi. Kèo thơm, kèo thơm. Được rồi, mình dụ nó qua đây các bạn. Ê, con, ôi, hung dữ. Ôi, lần đầu tiên mình thấy ngựa một sừng mà dí mình kìa. Mình dụ nó đi, dụ nó ngoài đây mình bắt, đánh cho dễ. Rồi, tới đây. Và đợi cho nó quên, mình nên quýnh với lỡ mình sợ này poison nó quýnh mình xỉu đó các bạn ơi. Trời, trên kia có con ghi gạch. Ý, con ghi gạch xỉu rồi. Hình như con ngựa kia các bạn ơi. Đợi này đậu xuống nè. Nó quên mình rồi. Ngựa một sừng biết bay các bạn. Wow, quá trời ngựa luôn. Đâu rồi. Gì vậy? Ui. Mày con này chưa xỉu, chứng tỏ này rất là ghê các bạn. Các ải hồi quýnh chuyên nghiệp không, nhảy lên quất cái, nhảy lên quất cái. Tới đây, tới đây mày, tới đây lần tới giờ mình nhảy mình vô luôn nè. Ý không. Ý chúng ông ta. Ơ chết, nó quýnh mình trúng cơ lý á. Mày cù nhay hả, cù nhay hả mày. Tới đây mày. Mình cảm giác mình bị con này đánh mình gục quá các bạn ơi. Châu dữ ta. Chưa xỉu luôn. Mày. Mình khỏi cần nhảy, mình quýnh không trúng á. Nó quýnh không trúng mình các bạn. Nó quýnh trúng mình đam hơi bị đau quá. Quýnh 400 đam luôn các bạn không. Mà nhưng nó quýnh mình bị ngủ. Chúng ta cần một phương tiện bay cho con này. Quá tốt luôn, ngựa thần. Như con này hệ poison. Ý. Ủa trâu ta, con này nó có xỉu mày ta. Hay là turbo cá tỷ. À mình bị nó quýnh mình nhảy không được các bạn. Ây da, đau quá. Ôi chết rồi. Cảm giác khó khăn cái con này quá. Không xỉu là sao ta. Ok, thêm tí đam cuối cùng. Đứng yên nó quýnh con chúng. Cái gì ở đâu có con này vậy? Ui, cano mạnh quá. Ui mẹ ơi, cano nó mạnh quá các bạn ơi. Ui, thôi. Trời, bên đây còn có rắp to gì đấy. Khu vực gì ghê vậy? Ui! Ui à! Ui à! Không được các bạn ơi. Ngựa khó quá. Khó lòng về bởi chúng ta quá. Ui ui! Thôi. Trời, con ngựa kìa bạn thấy không? Nó quýnh xỉu tùm lum hết luôn. Cái khu vực gì đây? Chắc mình ra nước mình ở luôn cho rồi đi. Rồi, con gấp to, sao nhiều thằng không giữ quá vậy? Chạy đi anh ơi.
Để mình lấy cái ống nhòm các bạn. Lấy cái ống nhòm mình xem turbo này thử. Một lũ nó dí mình kìa các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ ra mình lấy cái ống nhòm. Ôi giời, trời, mình vừa lấy cái ống nhòm xong này nó lao tới luôn. Được, 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 được. Con này sẽ là một cái thử thách cho mình mới vô ở đây. Mình đi xa xa ra đây. Con này chạy nhanh quá các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ coi thử cái lượng turbo của nó là bao nhiêu. Mà nó sung dữ. Ơi, gần gục rồi. Mình sẽ không bỏ cuộc. Trời ơi, có cái ống nhòm tiện lợi liền. Mày hả bưởi? Mày ra đây. Ui mẹ ơi, red the le vậy. Tới, tới đây, tới đây. Mày hả bưởi? Tới đây. Tao hồi phục sức lực rồi. Mày hả bưởi? Rồi, máy nhát nữa, chuẩn bị chạy nè, chuẩn bị công đích chạy. Y như một đứa trẻ con. Mày đừng chạy ra biển nữa rồi. Mày ỷ mày người biết bay là mày sung hả? Mày nghĩ người biết bay là sung hả? Mình nghĩ cái này nó sắp gục rồi các bạn. Rồi chạy chạy nè. Mình biết mà bay về trời mà mày dễ bị bay về trời được lắm. 137.000 và đang tuột dần. Pegasus hả? Mình sẽ follow nó. Dám quýnh mình dí mình nãy giờ giờ cứ chạy. Thiệt chứ nhục ghê không các bạn? Hãy nhục không? Đứng dưới đất mình chờ nó giờ nó bay nhẹ cái lên núi cha rồi. Ê cái gì vậy? Ê ê ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái con gì đấy? Mày tưởng tao sợ mày hả? Ui ơi ơi. Ê rồi thôi rồi. Mình sợ thiệt các bạn ơi. À, con ngựa chưa bắt được con Raptor đâu đây á. Mẹ ơi trâu quá. Oh my god. Chán ghê không. Ôi con rồng nữa chứ. Khổ ghê thật khổ. Con cờ hó Raptor mình chạy xuống nước các bạn kia không? Xuống nước là giảm tốc độ của nó. Mình chạy không lại nó luôn á, này nó quýnh mình liên tục luôn á các bạn thấy không? Ủa sao con này nó có hiện ô tắc. Ơi con người rớt xuống kìa. Chết tao, chết tao. Hai nhát nữa các bạn ơi, hai nhát nó sẽ xỉu. 148 rồi, 148 rồi. Lấy được con đó mình mới đi lên trên được các bạn ơi, con Raptor kia mình không đụng được. Nó quýnh mình thốn quá. Ê, con này hồi máu đầy rồi. Con này từ tôi vô nhanh quá. Ui, con này hồi máu đã quá các bạn. Ui, nhanh kinh khủng. Ngửi rồi, ngửi rồi. Rồi. Ủa. Đây rồi, mình thấy nó rồi. Nó đang hấp hối rồi các bạn ơi. Không biết mình quăng bộ la nó bị bắt không ta. Giờ xuống cái này thấy chết của ta. Ui, gần trúng. Trời, rồi, lên cao tí nữa. Mình sợ mấy con khủng long ngoài nó cắn mình quá. Chính á. Ơi, lên lên. Rớt rớt, trời ơi. Đẳng cấp. Đẳng cấp là đây chứ đâu. Giỡn hoặc chứ quan hả. Quăng cái cuối không thèm nhìn luôn các bạn. Mình biết góc của nó rơi là bao nhiêu rồi. Trời, chùm chơi mấy cái game kinh bao mà. Bây giờ mình từ từ đã. Giết mấy con chuồn chuồn rồi đó. Mấy con chuồn chuồn cổ đại này nó quýnh mình nha. Các bạn đừng nghĩ là nó hiền nha. Mày tới đây. Chết đi. Rồi cảm thấy an toàn rồi đó. Chúng ta sẽ xuống. Nó ăn cái gì ta. Con này ăn trái cây hay ăn cỏ ta. Hay là ăn trái cây hay ăn thịt. Mình nói nhầm. Ôi được 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 được, được. Các bạn ăn cái hoạt đậu kia được. À, lên trên đi, lên trên đi. Ấy hình như con kia đang ăn quýnh sói của mình. Đậu xanh. Con Raptor này mình hơi bị cảm giác hơi sợ nó các bạn ơi, nó hơi bị mạnh á. Rồi xong rồi. Nó quýnh nhanh quá trời.
Ui. Ui. Ui, 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 ui. Tiếp tục, chúng ta lại xuống nước. Ha 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 ha, tao biết trên cạn mày nhanh lắm, rất to à. Xuống nước không dám dí được, thấy không? Con cờ hó này. Không dám dí luôn, con này nó khôn ghê thiệt. Mình hết tăng điểm, ấy tăng điểm được nè. Tao hồi đầy máu, tao chơi mày tiếp mày, con cờ hó. Đợi cho nó hồi máu các bạn. Đây, chơi tiếp nè. Mày, mày, bố lao, bố lao, bố lao, bố lao. Tao sẽ giết mày luôn. Ơi. Ơi ơi. Nó lại vô các bạn. Mình chưa thấy con nào lạnh như con Raptor này luôn á. Được được được. Con này chỉ cần sống thôi là chúng ta có thể trả hù các bạn. Con nó sẽ không chịu được cái giấc ngủ ngàn thu. Ui mẹ ơi, nó dí. Ok, nó quýt mấy khác rồi. Mạnh ghê hồn quá. Ôi ghê quá, mình nghe tiếng quýt mình hết hồn. À, đầy máu à. Gà đây anh, em chơi anh. Quýt à, tao biết mày gần xỉu rồi, mày sẽ chuẩn bị chạy tụt quần. Chạy đi. Chạy hả con? Giờ thì tao dí mày nè. Giờ thì thằng nào chạy nhanh hơn? Giờ thì thằng nào là đứa chạy? Mày chạy đi. Cờ hó. Nó chạy nhanh thật các bạn. Cái này là... Đánh kế chạy đi không? Đánh kế chạy lại. Nó đánh kế chạy lại. Rồi giờ mày... Mày đứng lại. Chắc là mình phải chơi trò bô la như nãy nữa rồi. Con này em chơi được các bạn ơi. Khó quá, cỏ này đứng lại. Tao vẫn chưa tha cho mày, nó con này nó chơi lạng nữa các bạn. Coi thấy không, đang chạy đến lạng kìa. Trời ơi, tỉnh rồi hả, tỉnh rồi hả? À, lại bị cắn. Mày chạy nó bụi. Bụi, đứng lại. Mày đứng lại. Mình cày con này rồi, mình phải giết nó bằng được. Con cờ hó này. Nó lạng các bạn, thấy nó ghê không? Không xuống nước. Mày xuống nước là mày xong rồi đó. Con này lanh ghê các bạn. Một nhát nữa rồi, ok. Sắp đi rồi. Sắp đi cái nắc rồi đó. Rồi, sắp đi rồi. Mình nghĩ nó sắp xỉu rồi đó. Ghê, chạy. Đứng lại. Đứng 1, 2, 3. Rồi, hay quá. Căng hai cát. Mày hả bụi? Ok, cho mày chạy một tí đó. Rồi. Good boy. Nhảy đi chứ. Ồ. Bây giờ thì thằng nào chạy nhanh hơn. Tao gắn thêm động cơ Spore vô đích rồi. Mày. Bây giờ thằng nào chạy nhanh hơn. Mày nghĩ mày chạy nhanh hơn tao hả? Mày chỉ giỏi cái trò lạng lách thôi, lạng lách đánh võng hả? Nãy nó thì nó chạy nhanh hơn mình thật các bạn, mình chỉ chạy nhanh hơn nó khoảng 2% mà tăng thêm tốc chạy thì giờ nó chẳng phải là đối thủ của mình nữa rồi. Chắc bạn chạy nửa đường á. Chạy đi. Con này trâu ghê thiệt chứ. Solo tay đôi thì cũng chạy. Biết ngựa mình sao rồi mà mình dứt con này xong đó. Xíu đấm giữa mồm nữa. Trâu. Vui. Dám giỡn mặt với anh hả bưởi. Level 8 bưởi. 8 mấy. Ui 84 rai luôn. Cắn. Dường như mình quýnh nó không xuống máu nổi luôn các bạn. Dường như là mình quýnh nó không xuống máu nổi luôn á. Ghê vậy.
Các bạn thấy không, mình quýnh nó không rớt máu luôn á. Mình sẽ làm cho nó một liều thuốc. Vì trả giá cái sự mà nó hổ báo với mình. Quýnh lâu thì cho một liều thuốc. Mày hả bữa? Ăn thịt nó, đúng rồi. Ha, mình không thèm bắt luôn. Tại vì mà cho nó trả giá được cái sự mà nãy nó dám dí mình chạy rớt biển nữa rồi mình cây cứu, mình phải cho nó trả giá chứ. Dám đụng với bé Raptor của mình hả? Raptor à, làm cái đồ bích cấp chứ. Rồi. Chế cái bích ra, mình sẽ đi với cái cục này dài dài. 2. Thiếu 2, 2 chắc con này 10.900 mà. Ui cái gì cũng nghèo hết các bạn. Ok. Đó, mình sẽ không bỏ con này đâu. Con này mình sẽ chơi hoài luôn. Ê quên quên quên, giờ mình mà kiểu như là mình pick up nó mình chạy bộ khác gì mình tự tử đâu. Rồi, trời con ngựa chưa tỉnh á, mày ăn cái gì mày ngủ lâu rồi mày? Cục này không tem không ăn rồi, hỏi chăng cục khác đi. Trời lâu quá vậy. Solo 100 thôi. Ôi lâu. Ê. Ôi cái con kia nó bay qua hết hồn. Chết rồi, các bạn có con ngựa này khó chơi rồi đây. Mình phải đi giết con rắn ơi. Giết con rắn là có cục temin đó. Chúng ta sẽ đi qua kiếm có lò nào quấn không? Ui. Con gì đấy? Ui con gigant lạ quá các bạn. À. Ủa tụi nó quấn nhau. Ơi rồi. Hay lắm con. Hay lắm Raptor. Trời ơi các bạn thấy không? Nó cứu mình một pha bị con Raptor nhảy từ sau lên ôm mình các bạn thấy không? Ở đây có một con Raptor vàng nữa. Level 114 luôn các bạn ơi. Con mình level nhiêu ạ? Con mình 176, con kia cùm bắp. Thôi lùi 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 tới đi. Khu vực này quýnh lộn thì xèo hết các bạn ơi. Con Gigan máu có 4. Ê. Gigan máu có 4.000 mà quýnh không lại. Ui đẹp ghê không? Mình nhưng con này thì là vấn đề. Ê 10.000 hả? Hệ, hệ băng hả? Để dụ Raptor ra giết trước đó. Ui nó cắn luôn ghê vậy. Tụi bay ngu đó rồi. Tụi bay xong rồi đó. Tụi bay xong đời rồi đó. Mình coi coi con nào thắng nè. Trên đây còn con gì nữa nè. Wow con cóc dung nham nữa. Nhưng mà quýnh nhau lâu hả? Trời có vẻ con này thua các bạn ơi. Con này 10.000 máu mà con này có 41.000 quýnh không lại, bị hai con khủng long bự quýnh trời. Mình nghĩ là con Giga này sẽ chết trước. Rồi con kia bắt đầu chạy rồi. Vậy là Giga sẽ chết các bạn. Hổ báo cáo chồn. Bị ăn thịt. Nhưng mà con này chết rồi, chết rồi. Cắn nó anh ơi. Ghê thì các bạn, hồi bản chất Raptor nó nhảy nó vồ thằng chủ chứ nó không có vồ con kia nha, nó vồ mình các bạn. Ok, thì thua. Được lắm. Nãy mình biết mình vô mình giết nó luôn cho rồi. Mình sẽ tăng ít máu đi. Đúng rồi, đúng hướng rồi. Ghê thiệt, cái map mẹ bị bắt nạt tối ngày ta. Quê ta mới vô chết, mới vô chết, mới vô chết. Có được Raptor cưng. Hey, hello cá sấu, đấm cá chạy nè. Tuổi đâu dí là anh mày. Ui, ui. No.
Oh my goodness. Con rồng, con gì, con đu đu quay vần hay là con rồng gì đó các bạn. Còn nói chung chạy là thượng sách, mình phải có con ngựa trên vai, may ra thì mới chống được bọn này. Bọn này bây giờ là hủy diệt thiên hạ luôn rồi. Không mà chơi gì mình thấy thích hơn á. Mình chơi mình xây nhà, mình ở một chỗ hoài à. Mình chơi này mỗi lần vô là mình sẽ một nhân vật trần truồng, cưỡi raptor bên kia đi săn. Gì đây? Đúng bản chất. Ở rồi, mệt rồi. Mệt rồi, cho thở cái đó. Bắt đầu rau, rau bắt đầu mọc rồi. Ăn hành nhiều quá, rau đồ mọc tùm lum. Con raptor nãy mình cây cú rồi đó nha. Nãy giờ bị cây cú nhiều nhiều cú á. Đầu game thì bị con raptor Brian nó bán hành. Qua nhiều chuyện đứng nhìn, bị raptor nó giết. Ghê thiệt chứ, chắc thì nó cũng trả giá các bạn ơi. Nó bị con raptor của mình ăn thịt rồi. Mày tao đợi mày mệt lắm rồi đó. Vẫn 0%. Sao mà xem lâu rồi đó. Sói lửa của mình không xin dê các bạn không? Mà con này bị lỗi nên mình không có chơi được. Tăng đam cho nó, đứa nào đụng tới nó giết. Đó. Con kia giờ thấy mình chỉ biết chạy hay làm cái gì? Bây giờ con kia chết rồi các bạn thấy không? Cái giá phải trả cho con kia là vậy thôi. Mình không tới đây là mình biết trời mất skin luôn rồi. Ơi cái cục gì nè. Bit XP. Ui. Ngon ấy. Chết rồi, chạy nhanh quá. Mình tăng cái gì ta? Ê, oxygen đi, đúng rồi. Stamina. Tăng tí chứ. Ai, ok. Oh, yeah, qua cắn này tiếp nào. Tuổi mày, mày nghe nói 10.000 máu ăn thịt luôn. Chắc còn mình chạy slow mo để bắt cái con mẹ này các bạn ơi, lâu quá. Lâu ta. Trời ơi, nhắn muốn điên luôn các bạn. Bây giờ bắt đầu nó ăn rồi các bạn. Nãy giờ mình Solomon chạy nãy giờ luôn. Hình như nãy giờ bị lỗi hay sao á. Bây giờ nó mới ăn nè. Trời ơi. Khổ thiệt chứ. Thôi lên đi, để nãy giờ bọn tao bị bán hành quá. Ủa. Bay sao hả? Con ngựa Trung Quốc rồi. What the hell? Ủa hồi nãy mày bay được mà. À ok ok biết rồi các bạn. Nó bay các bạn biết gì không? Mình nhấn hai nút cách nó mới bay các bạn. Để bay lại coi. Ờ à, ok ok để tập bay. Nặng quá phải không? Không phải, không phải. Ui. Đam 17.000. Ok, bay nào. Yeah. Ngựa bay. Bé sói ở đây nha. Bé sói thì chắc là mình sẽ không cầm theo tại vì bé bị lỗi rồi. À, mình cứ đụng nó bị xuyên các bạn. Kiểu như mình bắt những con nào mình sẽ đem một cái vùng riêng mình để ha. Các bạn nào có ý tưởng hay cứ góp ý với mình. Cái gì ghê vậy? Cái gì ghê vậy? Con raptor đẹp vậy? Ủa raptor xanh các bạn ơi. Nó chạy nhanh kinh khủng luôn á. Các bạn nhìn kìa. Ui. Ủa nó dích con kia cái bay lên trời luôn. Con raptor này ghê quá à. Có cái XP nữa không ta? Cho này nó nuốt chơi coi. Này là gì đây? Ok, bay
Ui, ở dưới kia nhiều, may quá các bạn ơi. Nãy giờ mình không có qua cái vùng này, chứ không là mình cũng xác định là khỏi về nhà luôn rồi. Các bạn nhìn những con raptor nó đang múa giỏ ở dưới kìa. Ơi mà con này sao cái đuôi nó kỳ vậy? Ơ, kỳ 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 kỳ. Ôi, cái đuôi con kia gắn với cục đá luôn. Chích con này một chích bay 80 mét luôn. Bọn này quá dị quá à. Quýnh con này có được không? À, mình biết trả thù gì rồi. Chết 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 chết, đụng cái nó điên nó quýnh rồi. Hình như nó cấp muốn cấp đồ của mình á. Mày muốn ăn cắp đồ của anh là dễ. Con này là con cano gì ghê ta? Alpha Corrupted 350.000 máu, hèn chi hồi nãy dí mình như thiệt. Bây giờ mày cũng phải trả giá luôn. Mẹ cháu thế. Cái đồ không biết bay. Đồ lực. Cái đồ tay cục, tay ngắn. Quýnh nó đi. Mình giết con này xong là có đồ xịn nè. Ui, đau thế. Đau quá. Mày ngu. Ngu hả con? Ăn thịt luôn. Ui, lên cấp quá trời luôn. Ui, có cái thương xịn. Ngon, thấy chưa? Đây mình không cần farm đồ. Không cần chế đồ các bạn. Mình đi là mình đầy đồ luôn à. Yeah, bán ngựa của chúng ta coi như là tầm này may mắn quá, mình mới vô mình đã bắt được con ngựa rất là cực khổ. Được rồi, để tầm sau chúng ta lại khám phá tiếp nha. Nếu mọi người thích cái tập chơi kiểu này, nếu mọi người thích thì mọi người đừng quên comment và like ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì chào mọi người. Bye bye.